Ngày 26 tháng 5, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, có buổi hội đàm với đồng chí Anofab Tonalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vinh Trăng. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở ngành. Tại buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận xét quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vinh Trăng ngày càng phát triển. Đồng chí tin tưởng, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vinh Trăng sớm có những giải pháp cụ thể hóa, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương bằng các hoạt động cụ thể về thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân và chia sẻ kinh nghiệm. Cụ thể, hai địa phương tiếp tục chăm lo công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tạo điều kiện tối đa để cán bộ của thủ đô Vinh Trăng đến nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, thuế, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và một số lĩnh vực khác. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vinh Trăng, Anne Pháp Tonalem đánh giá cao kết quả hợp tác của hai địa phương trong thời gian qua và đề xuất một số phương hướng cơ chế hợp tác tại một số dự án ưu tiên. Đó là về dự án xây dựng trung tâm thương mại du lịch, dự án phát triển mô hình cải tạo bò lấy thịt tại thủ đô Vinh Trăng, dự án củng cố hệ thống nguồn thu của thủ đô Vinh Trăng do thành phố Hồ Chí Minh viện trợ. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cơ bản thống nhất với những đề xuất trên. Đồng chí cũng gửi lời mời đến đồng chí ano Pháp Tonalom và phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo thủ đô Vientiane sang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian thích hợp để tiếp tục triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai bên và chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Trong khuôn khổ buổi hội đàm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu trao bản tượng trưng tặng phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh cho chính quyền thủ đô Viên Trăng, 10 bộ trang thiết bị họp trực tuyến. Trường Đại học Hoa Sen trao tặng 40 suất học bổng cho đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm trường phổ thông trung học hữu nghị Viên Chăn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn cũng có buổi gặp, nói chuyện với các cựu sinh viên Lào từng học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi nói chuyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, những năm qua, tổng số sinh viên Lào với trên 600 người đã theo học tại 26 trường đại học, học viện, trường cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 51 sinh viên Lào đang sống cùng 34 gia đình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022. Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sisulit, chào xã giao đồng chí Say Sởm Phon, Phạm Vi Hãn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn cũng đến chào xã giao đồng chí Phan Kham Vi Phà Văn thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đồng chí sinh la vong khâu phê thôn ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước